cây hàng về giới thiệu tới các bạn tiếp tục nha. Cái này lấy cho anh khách nha, anh khách chuyển tiền rồi, cảm ơn anh nha. Cái này thì cũng còn bên bãi một hai cái hả, mình cũng rõ chức năng nha. Đó, một cái ok, quan để đó tí vệ sinh và gói giao khách. Thứ hai là cái motor của Mỹ nha. Ê, cái này của Mỹ 90V ha, quá đẹp luôn. Ok, được hai cái quạt 12V các bạn, hàng tháo máy nha, hai quạt 12V Made in Canada. Con này còn quay êm nha, tí mình test ha. Con này quên báo giá chứ, báo giá luôn, báo giá khách lại. Đây, cục này 450k nha. Đó. Bao ship. Hình như lành tời hay sao? Đó. Hình như chết tời các bạn. Mình quay. Đây gắn cái tay quay. Đó. Ở đây như gắn cái cuộn cáp. Đó. Đó. Chết tời. Bên bãi cũng còn một hai bộ. Cái này hàng mới chưa xài. 450k. Con motor này... hàng mới tinh luôn. Điện 90VDC 1/3 HP, tức là bao nhiêu watt các bạn? Là 250W nha. 1/3 HP 90V, hàng của Mỹ, hàng USA. Con này bán các bạn 680. Còn con này quạt 12V nha. Test rất là êm. Con này giá 450 nha, 450. Đó, có hai con giống nhau. Quang. Chắc em dẫn nhờ cái xe cái cho anh đi qua. Dẫn đại đi Quang. Một cái motor. Cái này để mình test các bạn, mua về test. Anh không có qua. Đây về thêm được 7 bộ này các bạn. 7 bộ này. Cái này khách mua lẻ là 450 một bộ nha. Hàng 3A. Micro step rất là nhuyễn nha, 2500. Tháo máy ra. Tiếp tục cái bộ này. Bộ này cái chân này là chân đứng các bạn. Chân đứng nha. Đó, đứng này thì nó sẽ bẻ qua bẻ lại. Đây là giảm tốc của Đức. Cho xuống luôn qua. Hơi nặng. Bánh cao su 450k bao ship. Bánh cao su mình sẽ review kỹ hơn nha. Ở trong có bật đạn, nó có thể xây được các bạn. Nó có thể xây được. Tiếp tục là một cái này. Cánh gió nha. Gió rất là dữ luôn.